Trang Phật tâm, con kính đảnh lễ sư Huy Niệm, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ sư Pháp, kính đảnh lễ chư tôn tăng ni, chào đạo tràng. Con xin thay mặt đạo tràng Pháp cho chúng con một thời dạ, cảm ơn nha. Vô thường đã chăm hiểu. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma buddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thamma de sanna ya chana gatha. Brahma chalo saham patan chali anti varam aya chatha santi thasakta para chakha chatika de se tu thammang anukambimam bacang. Sắc tham ma phê rin vinayan cha ca yan sut cha ban tham api tham ma cham mang a ko ta yan to cha tu sắc cha dan dang bap po tha nay ye parisa yamat che. Phạm Thiên vẫn ngầm thận khoảng Phật nhận đời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dài đời, nhắm vườn độc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thịnh dự pháp từ, đó là Nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Nhận thối không mòn, nhận điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí chi vẹn toàn. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Huy Niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, chúng con kính cung thỉnh bàn tay của sư. Dạ, con kính dâng mít lại cho sư, con xin xuống mít ạ. Thành kính đảnh lễ sư Tôn Đức Tăng, xin chào quý vị Phật tử trong lớp học ngày hôm nay. Nãy sư có được tin nhắn của cô Như có báo lại là đệ tử Pháp Tính hôm nay chắc bận công việc gì cho nên hỏi sư có vào lớp giảng được hay không. Tuy nhiên sau khi mở máy online thì vào lớp thấy đệ tử Pháp Quang đang chia sẻ cho quý vị lớp học của chúng ta về pháp á, cho nên sư cũng im lặng. Thiết nghĩ rằng rất là hoan hỷ khi mà có nhiều vị chư tôn đức cũng như những chư quý vị Phật tử chúng ta cùng nhau chia sẻ pháp thì cũng giống như là một cái vườn hoa đó, thưa quý vị. Chúng ta còn phàm phu thì mỗi người sẽ có một cái góc cạnh nhìn pháp theo một cái khía cạnh khác nhau, cho nên chính vì thế mỗi người trình bày nó đều có một cái vẻ đẹp riêng riêng biệt và mình cũng có thể học hỏi được, chứ không phải là chỉ có riêng một vị nào đó cũng thôi là pháp là đúng hết, không phải là như vậy. Kể cả đối với sự chứng đắc mà nó còn có đến hai cái trường hợp do cái đề mục tu chứng của vị mà quán về vô thường thì nó
sở trường nó khác, quen quán về khổ sở trường cũng khác, quen quán về vô ngã sở trường cũng khác. Chính vì thế mà khi mà nghe nhiều vị giảng á, vốn nó không có dư thừa đâu. Bây giờ thì chúng ta không lẽ mình học tiếp hả? Nay sư tính cho lớp học chúng ta học tiếp cái một đoạn thôi. Nhưng mà cái đoạn này nếu mà hôm nay mình trình bày không thông thì nó cũng hơi hẹp thời gian. Bởi vì trong đoạn 3 này khi nói về sự tinh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc quá khứ, hiện tại hay bị lai, cái này nếu mà bàn trên phương diện tu tập cho đến của chúng ta nó rất là hay, rất là hay. Chính vì thế thời gian này nó cũng hơi hẹp, nhưng mà cũng không sao. Bây giờ thì không biết cô Nguyên Trang có cái bản chánh văn hay không, hay là cô Nguyên Như, thì bởi vì cô Nguyên Trang chắc vừa mới vào trong lớp học một thời gian rồi, không có mặt ở trong lớp học thời gian cho nên không biết đâu. Cô Nguyên Như nếu mà có cái đoạn số 3 đồng thêm một đoạn thôi, tức là cái đoạn mà Đức nói rằng thưa ngài Nagasena, có phải ngài tinh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc quá khứ, một đoạn đó thôi. Nếu như mà không có bản chánh văn thì chưa đọc được. Trang hả? Nếu mà theo sách đó thì trang 139. Thôi, để tránh mất thời gian sư đọc luôn đi. Rồi, bây giờ chúng ta làm lễ tam bảo tóm tắt, sau đó sư sẽ đọc cái phân đoạn số 3 ở phân biệt xác định về các pháp bồ sắc. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau học về cái nội dung trong đoạn này. Chúng con đã mất lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn và A La Hán đến chánh đẳng giác. Chúng con đã mất lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng cho chúng ta chứng thực, đưa đến sự ích cho những ai có lòng tin thực hành theo. Chúng con đã mất lòng thành kính làm lễ Đức Tăng, những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh phàm, mô phạm của chúng sanh, điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ con vui tu. Đã nói rằng thưa ngài Đa Na, có phải ngài tinh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc quá khứ? Đâu là không phải. Có phải ngài tinh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc vị lai? Tâu Đại Vương, không phải. Vậy có phải ngài tinh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc hiện tại? Tâu Đại Vương, không phải. Nếu ngài không tinh tấn nhằm bỏ khổ thuộc quá khứ, không tinh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc vị lai, tinh tấn loại bỏ khổ thuộc hiện tại, mục đích gì? Tâu Đại Vương, làm nào để cho khổ này diệt và khổ khác không thể sanh lên? Chúng tôi tinh tấn nhằm này. Thưa ngài Nagasena, vậy bây giờ khổ thuộc vị lai không? Tâu Đại Vương, không có. Thưa ngài Nagasena, đó là sáng trí, trong khi ngài tinh tấn chỉ nhằm loại bỏ các khổ không có hiện hữu. Tâu Đại Vương, vậy thì có những vị vua đối nghịch, những kẻ thù đối nghịch, những bạn bè đối nghịch chống lại với ngài hay không? Thưa ngài, đúng vậy, có. Tâu Đại Vương,
Phải khi ấy Ngài mới sai bảo đào hào, mới bảo đắp lũy, mới bảo xây cổng thành, mới bảo làm, mới bảo đem lại thóc. Thưa Ngài, không đúng, việc ấy là được chuẩn bị trước. Tâu đại vương, phải chăng khi ấy Ngài mới rèn luyện về voi, rèn luyện về ngựa, rèn luyện về xe, rèn luyện về cung, rèn luyện về gươm? Thưa Ngài, không đúng, việc ấy là được chuẩn bị trước. Nhằm mục đích gì? Thưa Ngài, mục đích ngăn chặn các nỗi lo sợ thuộc vị lai. Tâu đại vương, phải chăng bây giờ có những nỗi lo sợ thuộc vị lai? Thưa Ngài, không có. Tâu đại vương quả là sáng trí, trong khi Ngài chuẩn bị nhằm mục đích ngăn chặn nỗi lo sợ thuộc vị lai. Xin Ngài hãy hoan hỷ cho thêm ví dụ. Tâu đại vương nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào Ngài bị khát nước thì Ngài mới bảo yến, mới bảo đào ao nước, mới bảo hồ nước và nghĩ rằng ta sẽ uống? Thưa Ngài, không đúng, việc ấy đã được chuẩn bị trước. Nhằm mục đích gì? Thưa Ngài, được chuẩn bị nhằm mục đích ngăn các nước ở trong tương lai. Tôi phải chăng bây giờ có sự khát nước ở vị lai? Thưa Ngài, không có. Tâu đại vương quả là sáng trí, trong khi Ngài chuẩn bị việc ấy nhằm mục đích ngăn chặn sự khát nước ở vị lai. Xin Ngài hãy cho thêm ví dụ. Tâu đại vương nghĩ gì về điều này? Khi nào Ngài thèm ăn thì khi ấy Ngài mới bảo cày ruộng, mới bảo trồng lúa sa lý, nghĩ rằng ta sẽ thọ dụng bữa ăn? Thưa Ngài, không đúng, việc ấy là được chuẩn bị trước. Nhằm mục đích gì? Thưa Ngài, được chuẩn bị nhằm mục đích ngăn các sự thèm ăn ở vị lai. Tâu đại vương, phải chăng bây giờ có sự thèm ăn vị lai? Thưa Ngài, không có. Tâu đại vương sáng trí, trong khi Ngài chuẩn bị việc ấy để mục đích ngăn chặn các sự thèm ăn